Chào mừng anh em đến shop Vietblog.vn. Shop hiện tại có bán robot Robot Group chính hãng vào 120 giờ, cực kỳ uy tín, chỉ cần vô play chỉnh số robot bạn muốn là xong ngay, không cần phải làm nhiều anh em à. Rồi còn về dịch vụ Roblox thì có rất nhiều thứ và mình thích cái cặp network nha anh em, nói biết game bắt network cái kiểu nha. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu video nào, tóm gọn hết thôi, let's go. Và mình xin chào tất cả các anh em nha. Thì hồi nãy mình mới làm video về cái Mary chiếc mới xong anh em. Là cái Mary là mình làm về cái tựa game là Mary Shard anh em, kiếm chất Mary Shard á. Nhưng mà hiện tại tự nhiên mình thấy anh em, tự nhiên cái update xong mà mình thấy ui dồi, vô cái xem thử ai ngờ mình thấy là không còn hay như là không còn cái Maryland anh em. Mình đăng hai video cùng lúc thôi, anh em muốn xem anh em xem ấy. Ừ, mình đăng hai video cùng lúc vậy đó. Ờ, muốn xem anh xem mới vô thì thấy update anh em, bây giờ là nó kêu 400 robot for giờ mình mua là mình sẽ mất 400 robot đấy, kiểu vậy. Ờ đó, mình không mua, bây giờ mình sẽ đợi dành, mình sẽ đợi 5 phút sau, nếu mà nó ra cái gì bất ngờ thì mình sẽ bật lên ha. Ôi thầy bị sướng anh em, và bật lên này nè, x2 yên, x3 accept, x3 luôn luôn. Ôi admin hào phóng dữ trời, ôi giời ơi, quá ngon luôn, quá trời thơm luôn anh em, đỉnh của chấp. Rồi, thì sau khi chờ đợi 3 đến 5 phút thì mình thấy nha, hồi nãy mình thấy cái Rai á, là mình đi tìm cái Rai á, anh em mình biết ở cái mẹo Rai đúng không, mình đi tìm ra nãy giờ không thấy anh em ạ. Ờ, mình thấy ngộ ra không thấy Rai thì ok, mình cũng không thắc mắc tới nhiều, thì mình chỉ biết là ừ, cách kiếm chị đó thì mình sẽ cho nó kiếm chị đó thôi. Thì còn về hôm nay thì mình sẽ mở hộp quà này, và lần đầu tiên mình hộp quà này coi được cái gì mình vẫn chưa biết. Và nếu mình đọc trong cái phần này nè thì nó có hiện là chiếc mất bắt gạch cộng mau, thì chiếc mắt mắt thì cũng mau này mình vẫn chưa biết kiếm ở đâu, và new secret passive nữa anh em đấy, bởi vậy mình vẫn không biết được, mình đang rất là thói cổ anh em à. Ví dụ mà anh em có chơi rồi anh em cho mình biết ha, ấy kiểu vậy. Chứ sức bạo ra cái mới nè anh em, thì mình chỉ biết mình cố gắng mình kiếm được cái này nè, cái này là cái quan trọng nhất của ủa vậy thôi hả ấy vậy thôi à, anh chỉ cần nhấn cam vậy thôi. Ờ thì mình xin mình vô cái ẹt mình lấy cam luôn. Ủa dễ dàng quá vậy. Ông già Noel đến đây, ngồi trên chiếc xe sới xịn quá anh em. Hiệu ứng tuyết thì nọ luôn ha, nghe rất là xịn anh em ơi. Cái này phải nhấn vô thử, mình phải nhấn vô thử biết được cái nhà cái gì đúng không. Thì sẵn đây mình nhận ngạc của mình luôn cũng sao đâu anh em ơi, quá đỉnh luôn. Rồi, chúng ta chỉ còn 2 phút đồng hồ thôi, kìm dòng hưởng thụ chơi. À, mình quên nữa, mình phải coi được cái phần mà của Secret Passive anh em ạ. Mình vẫn chưa coi. Thì nếu anh em thấy phiền mình đăng hai video vậy thì mình xin lỗi anh em nhiều, tại vì chưa gì nữa update anh em mình phải đăng hai video cùng lúc, nó còn tổn thức anh em ạ. Đây phần passive, ít mắt passive nè, có secret không? Không có secret ha. Rồi vẫn không có. Đây god đem bị god đây rồi, 0.12%, quay thử luôn làm ngại ngùng gì. Đâu mình lấy một con soa. Ôm soa thì mình có gen, mình không muốn vi phạm cái gen của mình anh em, mình lấy con này đi ha. Ví dụ mà ra god thì sao biết được đúng không, cuộc đời mà. Vô god kìa, god kìa, hello. Trời ơi, chúng rít một nha anh em, kìa god kìa anh em thấy không, đó god. Rồi cuối cùng không trúng thì thôi, mình có không sao, mình không có phí phạm kế bên luôn. Ơi không sao, nói chung thì mình cũng nhận được một phố phần thưởng khá là ngon, là được tầng lọc này nọ rồi anh em, cái đó có điện dựa đâu. Rồi chúng ta sẽ đến với cái phần đi qua lộ chỗ nãy là chỗ Land of Margin. Mình không biết là có độ hiếm hay không nha. Ờ mình vẫn chưa biết cái gì hết, mình đang rất là thói cổ, gọi cho tới trình 1 phút thôi nha anh em. Rồi chúng ta chỉ còn 19 giây nữa thôi, 14, 15, 3 giây ở cho mình ngâm mình chậm anh em. Ừ nói chung thì kệ nó đi, chỉ cần mở hộp quà ra trúng cái gì secret bắt cuối hay là gì đây, để coi nha. Rồi 3, 2, 1 bất ngờ chưa, 50 tê, quá đơn giản anh em, quá đơn giản. Đúng dạ, trúng cho mình một cái ủa trúng gì vậy trời. Book accept, super book accept. Wow trời, với cái này thì mình có thể quá thơm anh em. Là cái này nó chỉ cho nên super book accept thôi, thì cái giống cái vấn quà này thì mình thấy khó là không vui.
mà thật khá là không vui. Nếu mà cho mình á, thì mình nghĩ nếu mà cho anh em á, thì phải cho cái quý giá, ví dụ 10 cái lúc này chẳng hạn. Ồ, nó ra liên tục nha anh em. Uầy, nó ra liên tục luôn anh em, nó không còn là cái gì nó ra liên tục nha. Uầy, 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 uầy. Thì anh em sẽ phải kiếm super búp nhanh lên anh em, kiếm, lẫm. Thì super búp này anh em kiếm thì ông đó đó. Nè nè, anh hẹo quà thấy không, đây, quà đây. Đó, 30 phút một lần. Thì nói chung thì cứ kiếm thôi, nó cũng chung cái time trial mà. Đấy, ok. Tạm biệt nó tại đây nhé, mình chỉ show kèm cái đó thôi. Nếu sáng thức dậy anh em thấy video này, thì video tiếp theo là cô anh em là video cách kiếm Shark Margin Mary. Shark Mary anh em muốn kiếm cũng được, thì không biết là còn hay không. Liệu là không biết còn hay không nha anh em. Ok, bye bye. Chúc anh em có ngày vui vẻ nha.